Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9 của Yêu Bóng Đá Nam Go. Sau đây là những tin tức nóng hổi nhất vừa được cập nhật vào sáng nay trên chuyên mục điểm tin hàng ngày. Nhưng trước đó, quý vị đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh cũng như có thể truy cập vào trang web của Nam Go để theo dõi trực tiếp các giải đấu bóng đá. Bây giờ, bản tin xin được phép bắt đầu. Ronaldo đạt nhiều cột mốc khó tin sau chiến thắng cùng câu lạc bộ Al Nassr. Với bàn thắng trên chấm phạt đền ở trận đấu giữa Al Nassr và Al-Weida, siêu sao Cristiano Ronaldo đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các cây làm bàn tốt nhất trong năm dương lịch 2024 với 30 bàn. Anh chỉ còn kém mỗi tiền đạo Victor Gyökeres của Sporting Lisbon, người đang có được 36 bàn. Thành tích của Ronaldo bằng với Kylian Mbappe và hơn các chân sút hàng đầu như Harry Kane cùng Erling Haaland cùng 29 bàn. Đây cũng là bàn thắng thứ 903 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ronaldo. Anh chỉ cần thêm 97 bàn nữa là cán mốc 1.000 bàn thắng, một con số vô cùng vĩ đại. Huấn luyện viên Mikel Arteta muốn Arsenal vô địch Premier League mùa này. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã bày tỏ mong muốn giúp Arsenal lên ngôi vị vô địch Premier League mùa này trong cuộc họp báo trước trận Arsenal gặp Leicester City. Tôi muốn được lên YouTube vào tháng 5 tới bởi vì chúng tôi đã làm những điều đúng đắn và nâng cao danh hiệu mà chúng tôi mong muốn. Để làm được điều đó, chúng tôi phải thi đấu hiệu quả. Tôi không dự đoán việc phải chơi 56 phút với 10 người. Đôi khi đối thủ chơi tốt hơn ở khía cạnh nào đó trong trận đấu. Điều đó không có nghĩa là họ tốt hơn, chỉ là họ làm được một điều gì đó cụ thể tốt hơn thôi. Tôi đã nghe thấy nhiều điều tiêu cực. Khi chúng tôi nghe thấy những chỉ trích với những gì mà chúng tôi trải qua trong 3 trận đấu gần nhất, điều đó cho thấy bạn được kỳ vọng ở mức độ nào. Chúng tôi cần phải nâng cao đẳng cấp hơn nữa. Tôi muốn có một kết quả tốt trước Leicester City bởi vì tôi muốn chúng tôi chơi tốt, chiến thắng và giành 3 điểm. Điều đó để làm những người yêu mến chúng tôi cảm thấy tự hào, không phải để làm ai câm lặng cả. Ten Hag có thể bị sa thải nếu MU thua Tottenham. Gần đây, có tin đồn cho rằng kết quả trận đấu giữa MU và Tottenham cuối tuần này sẽ quyết định chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Dù vậy, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Ten Hag vẫn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn tại Manchester United. Romano nói, MU có một tuần thất vọng. Tôi đã thấy những câu chuyện về Ole Gunnar Solskjaer, nhưng Manchester United vẫn tiếp tục tin tưởng vào huấn luyện viên này. Họ muốn Erik Ten Hag có thời gian. Điều quan trọng là các cầu thủ bị thương phải sớm trở lại và đạt 100% thể lực. Southgate sẽ dẫn dắt MU. Nguồn tin của Kimi Sport, Gareth Southgate sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị khác để chờ cơ hội ngồi vào ghế nóng của Manchester United. Thông tin này xuất hiện khi vị trí huấn luyện viên trưởng của Erik Ten Hag đang bị lung lay, đặc biệt là sau trận hòa thất vọng trước Twenter tại cúp C2. Gareth Southgate hiện đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới kể từ khi từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, nơi ông có một bản hợp đồng mức lương 5 triệu bảng một năm. Ông đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh sau khi Tam sư bị Tây Ban Nha đánh bại trong trận chung kết Euro 2024. Arsenal chú ý, Florian Wirtz bất ngờ giảm giá. Theo phóng viên chính của tờ báo Đức Abend Zeitung Munich, tiền vệ Florian Wirtz đang được định giá 100 triệu euro thay vì mức giá 150 triệu euro như đã đồn thổi trước đó. Với mức giá này, Arsenal hoàn toàn có thể duyệt chi để sở hữu tiền vệ tấn công hàng đầu đang chơi cho câu lạc bộ Leverkusen. Nếu thương vụ này xảy ra, pháo thủ sẽ phá kỷ lục 125,8 triệu euro đã chi để chiêu mộ Declan Rice từ West Ham vào tháng 7 năm 2023. Real Madrid muốn giữ chân Eduardo Camavinga. Theo nhà báo Ekem Kanu, Real Madrid sẽ không để Eduardo Camavinga ra đi, bất chấp sự quan tâm từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain và một vài đội bóng ngoài hạng Anh giấu tên. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đánh giá cao những đóng góp của tiền vệ 21 tuổi trong thời gian qua. Los Blancos coi tuyển thủ Pháp là một phần quan trọng trong kế hoạch của câu lạc bộ. Đội chủ sân Santiago Bernabeu cam kết giữ anh ở lại lâu dài với thời hạn hợp đồng đến năm 2029. Đôi bên sẽ sớm công bố giao kèo mới. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bất ngờ ngầm chỉ trích Cristiano Ronaldo. Thêm thông tin liên quan đến Cristiano Ronaldo nhưng ở chiều hướng kém tích cực thì CR7 vừa được ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer nhắc tên trong buổi phỏng vấn. Theo chiến lược gia Bắc Âu, việc tiền đạo kỳ cựu tái hợp Manchester United có thể là sai lầm và quan điểm trên đã lập tức gây bão mạng xã hội kèm phát biểu. Tôi nói chuyện với Cristiano Ronaldo và chúng tôi đã đưa cậu ấy trở lại Manchester United. Thế nhưng tôi nghĩ điều đó đã ảnh hưởng đến phòng thay đồ khi những cầu thủ khác cảm thấy mình ít quan trọng hơn vì một siêu sao tầm cỡ thế giới chuyển đến đội bóng. Ronaldo đã chơi tốt và là vua phá lưới mùa đó, nhưng tôi lại mất việc. Son Heung-min có thể lỡ đại chiến với Manchester United. Tâm điểm của vòng 6 ngoài hạng Anh chính là đại chiến giữa Manchester United và Tottenham. Tuy vậy, một trong những ngôi sao được mong chờ nhất là Son Heung-min có thể lỡ màn chạm trán vừa nêu vì lý do thể trạng.
Được biết ngôi sao người Hàn Quốc đã rời sân sớm trong cuộc đối đầu với Qarabag hồi giữa tuần và chính huấn luyện viên Postecoglou cũng thừa nhận cậu học trò gặp vấn đề. Vì thế tồn tại xác suất chân sút xứ Kim Chi ngồi ngoài ở cuộc đối đầu với Quỷ Đỏ và đây có thể coi là cập nhật có lợi cho Manchester United. Pep Guardiola xác nhận mùa giải năm nay khép lại với Rodri. Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Newcastle mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận Rodri đã phẫu thuật sáng nay, chấn thương dây chằng chéo và một số sụn chêm. Mùa giải này đã khép lại với cậu ấy. Không may là chúng tôi đã phải đón nhận tin tức tệ nhất, nhưng ở đẳng cấp này là như vậy. Đôi khi những điều không may xảy ra, chúng tôi sẽ ở đó để cổ vũ cậu ấy và giúp đỡ cậu ấy hồi phục dần dần. Về những đóng góp của cậu ấy, chúng tôi không có cầu thủ tương tự, nhưng những cầu thủ khác có thể cùng nhau thay thế Rodri. Là một câu lạc bộ hàng đầu, chúng tôi có những cầu thủ phi thường và chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp. Kevin De Bruyne lỡ trận đấu gặp Newcastle. Thêm một thông tin về tình hình lực lượng của Manchester City thì Kevin De Bruyne sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu với Newcastle vào tối nay. Đến chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng không chắc về thời gian ngôi sao người Bỉ tái xuất khi cột mốc trên có thể đến trước hoặc sau quãng nghỉ quốc tế vào tháng 10. Mọi chuyện thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn khi The Citizen đại chiến trích chòe trên sân Shenzhen Park và phải ra sân ở Champions League vào giữa tuần sau. Arsenal và Liverpool nhận tin vui từ Anthony Gordon. Tờ The Telegraph vừa đưa tin rằng mặc dù Newcastle đã hứa với Gordon về một thỏa thuận dài hạn, nhưng tiến độ đàm phán diễn ra rất chậm. Hợp đồng giữa hai bên đáo hạn vào năm 2026 và nếu không thể thuyết phục Gordon gia hạn, trích chòe có thể bán anh ở mùa hè năm 2025. Đây rõ ràng là tin vui cho Liverpool và Arsenal, những đội bóng đang tích cực quan tâm đến chân chạy cánh người Anh. Liverpool cần tìm một phương án thay thế cho Salah trong tương lai, trong khi giám đốc thể thao Edu Gaspar của Arsenal là người rất ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ 23 tuổi. Chido Obi-Martin cuối cùng cũng cập bến Manchester United. Sau quãng thời gian dài chờ đợi ban tổ chức Premier League xem xét, theo xác nhận từ Fabrizio Romano, rốt cuộc thì thương vụ Chido Obi-Martin chuyển đến Old Trafford đã được thông qua. Romano khẳng định hiện tại tiền đạo này có thể được xem là một cầu thủ của Manchester United. Rich James vẫn ngồi ngoài. Vào 9 giờ tối nay thì Chelsea sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge cùng mục tiêu không gì khác ngoài giành trọn 3 điểm. Trao đổi với truyền thông về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Enzo Maresca cho biết Romeo Lavia đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất. Ở chiều hướng ảm đạm thì Rich James vẫn phải ngồi ngoài và người hâm mộ Chelsea cần kiên nhẫn để chờ đợi ngôi sao người Anh quay trở lại sân cỏ. Người hâm mộ phân biệt chủng tộc với Vinicius nhận án tù. Phân biệt chủng tộc là một trong những vấn đề gây bức xúc nhất tại La Liga và vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mới đây nhất, tòa án Tây Ban Nha đã có động thái mang tính răn đe khi tuyên bố một người hâm mộ Mallorca mức án 1 năm tù cùng 3 năm cấm vận đến sân vận động. Nguyên nhân khiến cổ động viên vừa nêu vướng vào vòng lao lý là hành động lăng mạ hai ngôi sao Vinicius và Sami Chukwueze. Chắc chắn những án phạt sẽ còn xuất hiện để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc. Thông tin trên cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin bóng đá ngày hôm nay 28 tháng 9 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin của kênh. Mọi người đừng quên cập nhật liên tục những clip trên hệ thống kênh của Namgo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.